Hàng ngàn lăng mộ được xây nên với giá trị lên tới cả tỷ đồng, được mệnh danh là thành phố cõi âm độc nhất vô nhị. Nhìn từ xa thì những ngôi mộ không khác gì những cung điện nguy nga tráng lệ. Tuy không phải là địa danh du lịch, nghĩa trang làng An Bằng vẫn thu hút sự tò mò của nhiều khách du lịch và những khu lăng mộ được xem là xa hoa bậc nhất ở Việt Nam. Vậy bạn có thắc mắc tại sao những ngôi mộ ở đây lại có giá trị khủng khiếp đến thế chưa? Tất cả sẽ được sáng tỏ sau khi bạn xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên để lại một like và một follow cho ekip tụi mình nhé. Còn bây giờ thì vào nội dung chính thôi. Làng An Bằng hay còn gọi cái tên khác là Hà Úc. Đây vốn là một làng chài nghèo của xã Vĩnh An, Thừa Thiên Huế. Cuộc sống của người dân ở làng chèo này chủ yếu phụ thuộc vào làng nghề đánh bắt thủy sản gần bờ trên những con thuyền nhỏ. Quanh năm dầm mưa dãi nắng, chỉ mong sóng yên biển lặng để còn có cái mà mưu sinh. Thế nhưng từ những ngư dân đã quen nhọc nhằn từ nhiều đời, ngư dân làng An Bằng chuyển sang một trang mới khi khoảng năm 1990, nhà nước đã cho phép những người Việt định cư ở nước ngoài gửi tiền về cho người thân trong nước. Cũng nhờ vậy mà những người con xa xứ đã có cơ hội gửi tiền về cho gia đình đều đặn. Cũng chính nguồn tiền ấy, dân làng chài An Bằng bắt đầu thay đổi cuộc sống bằng cách xây nhà, mua xe, gần như là đã đổi đời. Với một cuộc sống ấm no, đủ đầy và quan niệm sống cái nhà, thác cái mộ, nên những ngư dân ở An Bằng bắt đầu đi kiến thiết lăng mộ với nguồn tiền chủ yếu từ nước ngoài gửi về. Từ đó những lăng mộ có giá hàng trăm triệu, thậm chí là cả bạc tỷ thi nhau mọc lên như nấm trong khuôn viên nghĩa địa của làng. Không chỉ thế, khu nghĩa địa siêu sang này lại càng nổi tiếng hơn khi năm 2006, hãng tin Daily Mail của Vương quốc Anh bất ngờ cho đăng tải một loạt ảnh về nghĩa trang này với lời bình luận: một nghĩa trang kỳ lạ, đầy màu sắc và xa hoa, và gọi nó là thành phố của những hồn ma, nghe thôi cũng đã đủ rợn da gà. Thành phố ma An Bằng nổi tiếng tới mức hỏi người dân ở Thừa Thiên Huế gần như ai cũng biết. Khi hỏi đường thì thậm chí dân xứ Huế còn bảo cứ thấy nơi mộ nghĩa địa cao hơn nhà thì ở đó là làng An Bằng. Những ngôi mộ nguy nga như những tòa lâu đài như lời kể, tinh xảo không kém gì lăng tẩm của vua chúa. Len lỏi qua những lối đi nhỏ giữa mênh mông cõi người ta, có thể bạn sẽ giảm bớt cảm giác rùng rợn hay là ớn lạnh, mà thay vào đó là một sự kinh ngạc và tò mò. Đó cũng là lý do nhiều năm nay làng chài nhỏ này thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm, dù không phải là một địa danh du lịch. Cách thành phố Huế khoảng 36 km dọc bờ biển, để về khu nghĩa địa đẳng cấp này có nhiều lối, nhưng gần nhất là đi dọc theo tuyến quốc lộ 49 về biển Thuận An, rồi tiếp tục chạy theo con đường ven biển là đến. Từ trên cao nhìn xuống, khu nghĩa địa làng An Bằng rộng khoảng 40.000 m² với hàng ngàn ngôi mộ xa hoa nằm trải dài trên những cồn cát trắng ven biển Vĩnh An. Thậm chí những người thợ nề chuyên xây lăng mộ ở đây cũng không thể nhớ nổi con số chính xác là bao nhiêu, chỉ biết là ngôi mộ nào cũng rộng từ 40 đến 400 m², có cổng cao đến 7 đến 8 m, mang đủ phong cách theo sở thích của gia chủ. Nhưng hầu hết đều mang một điểm chung là đều sử dụng các vật liệu đắt tiền, hoa văn cầu kỳ và đều được khảm sành sứ. Có thể nói rằng ở nghĩa địa làng An Bằng, tìm kiếm những ngôi mộ kích thước nhỏ hay những ngôi mộ bình thường còn khó hơn là hái sao trên trời. Hầu hết đều được xây dựng to lớn, mà quan trọng là phải cầu kỳ hệt lăng mộ của vua chúa. Và điều đặc biệt là cứ mộ xây sau là sẽ to và hoành tráng hơn mộ xây trước. Trùng trùng điệp điệp, san sát, nối đuôi nhau, các ngôi mộ đủ màu sắc, hình dáng, trải dài trên đồi cát bao la, khiến du khách như bước vào một vùng đất thâm sâu và đầy bí hiểm. Một số người thợ đã từng đi xây mộ ở khu nghĩa địa hạng sang này cho biết nhiều nhà xây rồi nhưng vẫn đập đi xây lại vì thấy kém đẹp và không to bằng những ngôi mộ khác. Có những nhà chịu chi đến mức vun cả vài trăm ngàn đô để xây lăng mộ, đến lúc ưng ý thì mới thôi. Thậm chí có một số ngôi mộ lộng lẫy, xa hoa không kém ngôi mộ nào trong khu nghĩa địa nhưng vẫn còn bỏ trống vì nó được xây trước khi có người chết. Những bậc cao niên làng An Bằng cho hay việc xây lăng trước là để khi nhà nào có người nhà quy tiên thì không cần phải xây nữa. Hơn nữa, việc xây lăng trước thì lúc nào cũng đàng hoàng, tỉ mỉ và cẩn thận hơn. Nét độc đáo của làng lăng không chỉ về quy mô của những phần mộ, mà còn khiến kiến trúc xây dựng lăng mộ đa dạng phong cách từ Phật giáo, Thiên Chúa giáo đến Nho giáo. Đồng thời, kết hợp những nét đặc trưng trong kiến trúc lăng mộ ở Huế và được các thợ xây sáng tạo theo ý nguyện của gia chủ.
Những ngôi biệt thự tại nghĩa địa này được trang trí bởi nghệ thuật khảm sành sứ, đặc trưng ở Huế bởi những họa tiết hoa lá và hình rồng với những cổng tam quan, mái ngói lưu ly, cây đối, bia đá, trụ biểu, la thành. Một số ngôi mộ có kiến trúc công phu cao 6 mét và đựng chạm khắc rồng, đầy màu sắc và các cột trụ. Nhiều ngôi mộ mới được xây cao tới 10 mét và được trang trí tỉ mỉ từng cm. Nếu xưa kia những họa tiết tứ linh vật như là long, ly, quy, phụng chỉ dành cho các bậc đế vương, thì nay bạn có thể nhìn thấy ở hầu hết các ngôi mộ ở An Bắc. Trên những bậc đá, những linh vật vừa uy nghi, vừa hùng dũng, canh giữ những ngôi mộ. Trên những trụ biểu, rồng phượng uốn lượn như đang bay lượn trên nền trời xanh thẳm. Còn có những bức tranh thủy mặc chữ tình, dường như người sống muốn mang tặng cả thế giới cho người đã khuất. Những mảng xanh sứ đủ màu sắc được cắt gọt công phu, đắp nổi để tạo hình một cách công phu nhất từ bàn tay khéo léo của những người thợ giỏi nhất ở trong vùng. Cũng bởi đồ sộ vì quy mô, cầu kỳ và kiến trúc mà chi phí để làm nên những ngôi mộ này ở An Bằng là rất cao, giá từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng, bình quân là 1 đến 1,2 tỷ đồng một lăng. Có những siêu lăng giá 4 đến 5 tỷ đồng, thậm chí còn phải mất hơn nửa năm thi công với đội thợ hàng chục người thì mới hoàn thiện. Khác với sự lạnh lẽo thường thấy như những nghĩa trang khác, thành phố lăng mộ An Bằng gây cho nhiều người sự tò mò và hiếu kỳ hơn là ớn lạnh. Không ít người khi nghe tên đã tìm đến tận nơi để được mục sở thị. Tham quan khu nghĩa trang này nếu không quen đường hoặc nhờ người dân chỉ dẫn giúp thì chuyện bị lạc cũng là không lấy gì làm lạ. Sau khi đi một vòng và đã hiểu phần nào về thành phố ma thì đây là ngôi mộ mà dân địa phương rất tâm đắc và đánh giá là đủ các tiêu chí to, đẹp và hoành tráng nhất trong số những ngôi mộ xa hoa ở khu nghĩa địa làng An Bằng. Nhìn từ ngoài vào thì lăng mộ này còn có 4 cột trụ còn to hơn cả trụ biểu của đình làng. Phía ngoài còn có 2 sư tử đá trầu, vừa ra cổng là tượng Phật, đi tiếp vào phía trong là nhà bia. Ngôi mộ được xây một cách tỉ mỉ và được tách biệt từng khu vực một cách rõ ràng và có chủ ý như để người nằm xuống cảm nhận được cuộc sống như lúc còn ở trần thế. Được biết rằng để xây dựng ngôi mộ này, chủ nhân đã phải chi ra số tiền là hơn 10 tỷ đồng. Chắc sẽ có rất nhiều người thắc mắc tại sao người ta lại bỏ ra số tiền lớn như vậy để xây mộ cho người đã khuất. Thì đó cũng chính là điều mà ngay cả những người làm nghề xây mộ ở khu nghĩa địa làng An Bằng cũng băn khoăn. Không biết sao họ lại có thể bỏ gặp tỷ bạc để xây dựng lăng mộ, phí quá. Băn khoăn là vậy, nhưng họ bảo nhờ vào việc xây mộ mà ở đây họ có công việc ổn định. Mỗi cái lăng sẽ được khoán cho nhóm thợ trong vòng 3 đến 5 tháng với mức tiền công khoán khoảng 200 đến 300 triệu đồng tùy thuộc vào quy mô từng mộ. Nói đi cũng phải nói lại, sự xa hoa tráng lệ của những thành phố lăng mộ cũng phần nào giúp cho nhiều người dân trong vùng có công ăn việc làm. Ở đây công việc xây dựng, sửa chữa lăng mộ hầu như diễn ra quanh năm, trừ những lúc mưa gió nên những người thợ xây, thợ kép, phụ nề luôn có việc làm. Nhiều đội thợ còn không dám nhận nhiều vì sợ làm không hết. Một số người dân khác thì kiếm thêm được thu nhập từ việc vận chuyển đất đá, gạch, cát bằng xe trâu để phục vụ việc xây dựng lăng và được thuê để trông nom, hương khói cho những lăng mộ có gia chủ ở xa. Được biết rằng những năm gần đây, chính quyền địa phương tại An Bằng cũng thường xuyên vận động người dân không nên lãng phí quá lớn cho việc xây dựng lăng mộ. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những lời kêu gọi, những lăng mộ nguy nga ở đây ngày càng mọc lên càng nhiều, cứ cái sau đồ sộ hơn và đắt tiền hơn cái trước. Và rồi, sự dần biến mất của một làng chài, đất dành cho người chết, dần dần lại chiếm hết người sống. Song song với đó là có nhiều những cảnh đời nghèo túng trong ngôi làng tỷ phú này. Và đó là tất cả những gì về thành phố cõi âm độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Nếu bạn còn muốn biết thêm những điều gì thú vị nữa thì nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ mỗi khi chúng mình ra video nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.